Đã giới thiệu trên kênh cho quý vị về hình ảnh rồi đấy. Con này có mức giá là 16.800, 16.800. Được chưa? Đẹp xuất sắc luôn. Con này chắc không kiếm được đâu ra đâu ạ. Đây. Bác nhìn chưa? Chưa lau một chút bụi nào. Bóc nốt nhé. Không lau bụi để thế nó mới dân dã. Chưa ạ? Revox BX350. Em quay thật chậm cho các cụ đam mê âm thanh chiêm ngưỡng em nó. Đây là em Revox này được thiết kế với 4 con loa bát này. Gân zin hết ạ. Gân còn zin hết. Gân còn zin hết luôn. $16.800. Bác nào trả hơn em vẫn không chê đâu. Đẹp lung linh luôn ạ này. Chưa lau nữa đấy. Nó quá đẹp cho các bác. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Vợ nó phải ra vợ như này bác ơi. Vợ này mông khá là to luôn nhé. To mông rộng háng, đáng đồng tiền. Sắm vợ hai phải ra sắm bác ạ. Vợ một đã đẹp rồi thì vợ hai nó phải đẹp nữa. Chứ vợ một mà đẹp, vợ hai mà không đẹp bằng vợ một là thôi đấy. Em này có bác nhìn thấy chưa? Rất là nhiều vú luôn. Nha. 4 vú liền. Tha hồ các bác bóp ngắm. Zin hết đấy. Đây, zin hết từng đường. Này, đường đường gân của nó đây các bác nhìn này. Chưa. Zin hết luôn. Zin đẹp đèn đẹp luôn ạ. Đây nhá. Revox BX350. Chưa lau một chút nào, để nguyên chút bụi, để nguyên bụi cam cho các bác. Em quay sau nhá. Ây da. Chơi những con này nó độc chiêu. Nào, các bác nhìn thùng xem nào. Không thể chê được. Chưa ạ? Revox BX350 100W trở kháng 4 ohm. Made in Germany. Đôi loa đến từ nước Đức. Đẳng cấp của nó rồi. Dòng này. Có thấy không? Xứng tầm đấy ạ. Con ê căng này của nó làm cũng phải nói luôn là cầu kỳ từ con ê căng đến ê căng luôn ạ. Ê căng zin hết luôn. Ê căng họ làm rất là cầu kỳ luôn. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn. Em chào các bác. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Số điện thoại là 0911 169 961. Em giao và chuyển hàng toàn quốc. Và cũng bác thông cảm là trong đợt dịch Covid này thì em sẽ không tiếp khách tại nhà đâu. Bác thông cảm. Đôi loa này có mức giá là 16.800. Ngoài ra các bác nào có thể trả hơn được thì em cảm ơn. Hàng tốt. Và mức giá 16.800 là mức giá em bán ra. Và chắc chắn